Dạo gần đây, cư dân mạng thi nhau khoe hình ảnh nhà có cây trái sai lúp liễu, cùng với đó là sự tự hào bởi không phải ai cũng có được. Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh cây mít sai lúp liễu nhà mình với thái độ cực kỳ hoang mang. Để ý kỹ hơn, cư dân mạng cũng không khỏi rùng mình với những hình ảnh quả mít rất kỳ lạ. Có thể thấy những quả mít dù còn trên cây nhưng phần vỏ bị tách ra nham nhở, có quả thì bị lòi hết muối màu vàng ra ngoài, có quả xuất hiện những thứ mọc ra ngoài như mầm cây vậy. Hiện tại vẫn chưa rõ hiện tượng này là gì, nhưng những hình ảnh trên đã khiến cho nhiều người cảm thấy sợ hãi. Theo người đăng tải, những quả mít này vẫn chưa chín, thậm chí còn có quả non nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Có ai nhìn mà nổi da gà như tôi không? Mít đột biến kiểu gì thế? Một số cư dân mạng bình luận.